Ngon quá. Đã check danh sách người chơi chưa? Em check rồi ạ. Chờ chị Giang duyệt nữa là xong à? Vừa có người thông báo là sẽ bùng đây này. Ơ, ngồi đấy mà ăn với uống đi. Alo ạ? Sao ạ? Anh chị từ chối tham gia chương trình ạ? Ô nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận hết rồi mà. Bên em cũng đã lên kế hoạch rồi ạ. Anh chị ơi, bây giờ anh chị xem thế nào giúp bọn em được không ạ? Alo ạ? Anh chị đã hứa chắc như đinh đóng cột rồi nên là em mới... Ai đấy hả chị Ngọc? Ừ, ai đấy? Ông Tâm với cả bà Thanh. Chết, cặp đôi đó sẽ quay vào ngoài kia. Họ định bỏ bom mình à? Làm ăn vớ vẩn thật đấy. Sao sát giờ lại hủy nhờ? Có mỗi cái việc check danh sách mà cũng không làm được. Thế bây giờ tính sao? Chị cứ bình tĩnh để em nghĩ đã. Anh Hào, anh Bảo. Giờ nào rồi mà còn trai trai gái gái ở kia? Anh im lặng là đồng ý nhá. Để em bảo với chị Minh. Ờ. Chị Minh, em và anh Hào sẽ là cặp đôi thế chỗ cho ông Tâm và bà Thanh. Cái gì? Vớ vẩn. Chơi cái gì mà chơi? Nhưng mà trong điều lệ của chương trình có cấm là người nhà không được tham gia đâu ạ. Em sẽ chơi hết mình và vẫn làm việc thật là tốt ạ. Nhưng mà quan trọng là anh Hào có muốn chơi với chị không? Ờ đúng rồi, đúng đấy. Anh Hào, anh đồng ý tham gia chương trình với em đi. Biết đâu ý, sau chương trình đấy, vẻ đẹp trai hiếm có của anh sẽ trở nên nổi tiếng. Xong rồi quán phở của anh sẽ đông khách hơn. Đi. Điên à? Cậu ta biết gì mà chơi? Chương trình này ấy, là để dành cho những cặp đôi yêu nhau thật. Chứ không phải lên đấy để lừa bịp khán giả, nghe rõ chưa? Em và anh Hào sẽ hẹn hò từ bây giờ cho đến khi lên sóng ạ. Kinh đấy. Anh Hào, đồng ý nhá. Anh sẽ cân nhắc. Nhưng có thể đến 90% anh sẽ tham gia chương trình này. Không được thì là trò chơi, mà được thì là trời cho, đúng không các bạn? Đúng đấy. Nhất cái Ngọc nhá. Này cậu kia. Này. Cậu kia. Tôi đã bảo cậu đứng lại cơ mà. Đứng lại để làm gì? Thì tôi đã bảo là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói chuyện để làm gì? Để chị ngủ với tôi không chị chùi mép á? Đừng có mơ. Mắng mình à? Này. Em bị hỏng ấy, mà bây giờ em phải đi gặp khách mời gấp. Anh cho em đi ké được không ạ? Lên đi em. Một ngày đẹp trời tuyệt vời để thực hành ghép đôi. Thật à? Thật chứ đùa.